luôn. Xin chúc mừng thủ khoa Nguyễn Trung Kiên, Học viện Khoa học Quân sự. Xin mời thủ khoa Nguyễn Thị Phương Trung, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Xin chúc mừng thủ khoa Nguyễn Thị Lan, Trường Đại học Xây dựng. Bạn áo trắng nè, đứng xuống đi, ngồi xuống đi. Xin chúc mừng thủ khoa Hà Chí Dũng, Trường Đại học Trần Quốc Tuấn, Trường Sĩ quan Lục Quân 1. Xin chúc mừng thủ khoa Đoàn Đại Hải, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Xin mời thủ khoa Hồ Thị Thu Hà, khoa Y dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. Xin mời thủ khoa Nguyễn Hiền Trang, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Xin chúc mừng thủ khoa Nguyễn Trần Trâm Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Xin chúc mừng thủ khoa Nguyễn Phú Hưng, Viện Đại học Mở Hà Nội. Chúc mừng thủ khoa Lê Thị Vân Anh, Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy. Xin chúc mừng thủ khoa Lê Cẩm Nhung, Trường Đại học Kinh doanh Công nghệ. Xin chúc mừng thủ khoa Hà Thị Thanh Thủy, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội. Xin chúc mừng thủ khoa Nguyễn Phương Anh, Trường Đại học Hà Nội. Xin chúc mừng thủ khoa Nguyễn Thu Hà, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Xin chúc mừng thủ khoa Nguyễn Duy Hiệp, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Xin chúc mừng thủ khoa Đỗ Thị Ngọc Anh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Xin mời thủ khoa Đào Thị Linh Linh, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Xin chúc mừng thủ khoa Vũ Thị Mai Phương, Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam. Xin trân trọng kính mời đồng chí Hoàng Trung Hải, trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Lam hãy cùng chung bức hình lưu niệm với các thủ khoa xuất sắc vinh danh ở lượt đầu tiên. Thưa quý vị, trên sân khấu lúc này đang là những thủ khoa xuất sắc của thủ đô Hà Nội trong đợt vinh danh đầu tiên. Hãy cùng dành những tràng vỗ tay lớn hơn nữa để chào đón và chúc mừng họ, thưa quý vị. Xin chào, cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý và một lần nữa chúc mừng các thủ khoa của chúng ta. Ở lượt vinh danh thứ hai.